có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời. Đầu tiên xin thay mặt cho Đoàn Thanh niên Nhà giáo Hồ Chí Minh xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, thành công đến tất cả quý vị khán giả có mặt tại khán phòng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đây là chương trình thứ 3 của chương trình Happy New Year and Merry Christmas thứ 3 mà Đoàn Thanh niên đã tổ chức. Và đây đã trở thành một trong những chương trình rất là trọng tâm của Đoàn Thanh niên trong việc tổ chức biểu diễn cho sinh viên học sinh Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình này được tổ chức với nhiều mục đích. Mục đích thứ nhất, đây cũng là nơi để cho các em học sinh sinh viên có thể trình diễn những gì đã được học và các em thu lượng trong cuộc sống cũng như là trong quá trình học tại Nhạc viện Hồ Chí Minh. Mục đích thứ hai, đó là chúng tôi cũng muốn đem đến những giai điệu mặc dù có thể là quen thuộc của tất cả quý vị nhưng nó được trình diễn dưới những phong cách khác, những gì đó khác hơn so với những gì quý vị đã được nghe ở bên ngoài. Mục đích thứ ba là từ năm 2009 chúng tôi đã bán vé chương trình này, tất nhiên với những mức giá vé nó rất là sinh viên, để có cái nguồn thu nhập tôi có thể thăm các trẻ trẻ của tôi, những người khuyết tật cũng như các hoạt động xã hội khác. Mục đích thứ tư là chúng tôi cũng muốn rằng các em sinh viên chúng tôi có cơ hội để có thể học tập cách chia sẻ trong cuộc sống và cũng để giảm đi những nỗi đau của những người bất hạnh. Và để tổ chức cái chương trình này, chúng tôi vô cùng cảm ơn đến Đảng ủy Ban Giám đốc Thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ về cơ sở vật chất, những kinh phí để chúng tôi có thể tổ chức được chương trình. Xin chân thành cảm ơn các ca sĩ, nghệ sĩ, các bạn khách mời đã đến cùng với chúng tôi cùng chung tay để xây dựng nên chương trình này. Và một lần nữa xin thay mặt cho những người làm chương trình xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến có mặt tại đây ngày hôm nay. Xin chúc quý vị một năm mới an khang, hạnh phúc và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Chào tay cho anh Thanh được không ạ? You.
Nhóm Harmony xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến tất cả các anh chị và các bạn, quý thầy cô có mặt trong hội trường đặc biệt của tối ngày hôm nay. Và đầu tiên nhóm Harmony xin gửi đến là một sáng tác rất nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy, ca khúc Hoa Xuân. Mặc một cách
Unplugged Acoustic. Xin mời tất cả cùng thưởng thức ca khúc I'm Yours với Mila Khan và Cao Huân Biển Khôi. Ring a bell, jingle bell.
cùng nhóm đệ gồm guitar, nghi khắc, percussion chúng tôi trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, để tiếp tục chương trình hôm nay, thì Giang xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với giai điệu của bài hát Happy Christmas World is Over do Bích Hải và nhóm đệ gồm Bảo Long, Quốc Duy, Ngọc Hoàng, Bình Khôi và Hoàng Long thể hiện. Thank you.